Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cặp loa Bose 301 Series 3. Đây là dòng loa cao cấp đến từ hãng Bose Mỹ. Loa mình về bao gồm 3 cặp màu đen và một cặp màu vàng 301 Series 3. Dòng Bose 301 Series 3 được sản xuất vào năm 1994 với kích thước chiều ngang là 43,5 cm, bề cao là 26,7 cm và hậu sau là 23,5 cm và mỗi loa nặng 7,6 kg. Đây mình đã tháo lưới căng cho các bạn xem một cặp trước. Các bạn nhìn ở trong là khung nhựa đúc nên các bạn rất dễ dàng vệ sinh. Một khi thấy bẩn, các bạn chỉ cần đem giặt phơi khô. Mình tháo lưới căng lưới cho bạn xem luôn. Lưới này cũng không sờn rách, không lụng lỗ nha các bạn, rất đẹp. Đây là hàng đấu giá về nha các bạn. Dòng loa 301 Series 3 được sử dụng là thùng gỗ, gỗ làm từ ốc chó nghe bạn, gỗ ốc chó và bên ngoài được phủ một lớp xi màu đen. Còn riêng cái cặp màu vàng đó thì ở bên ngoài được phủ một lớp gỗ vân gỗ màu vàng rất đẹp mắt, rất sang trọng. Nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy loa có hai đường kính và có ba loa, là bao gồm một bát là đường kính là 20 cm. Dòng và hai trép, các bạn thấy hai trép đa hướng, mỗi trép là đường kính là 8 cm. Cả hai loa còn rất mới nha bạn. Đây mình tháo trước một cặp cho các bạn xem. Dòng loa Bose 301 Series 3 có độ nhạy là 92 dB, tần số đáp ứng là từ 100 Hz cho tới 15 kHz nên các bạn rất là dễ phối ghép những dòng âm ly từ những dòng cao cấp cho tới những dòng âm ly phổ bình dân. Đặc biệt cái Series 3 rất được anh em audio đánh giá cao vì khi các bạn mở lớn á, thì nó sẽ không bị rè, không bị vỡ tiếng nha các bạn, và không bị méo tiếng. Rồi sau đây mình đi vào chi tiết loa dưới cho các bạn xem luôn. Bên này cũng bao gồm một bát là 20 cm, tất cả vì loa của nó là gương zin nha bạn, ở trong là màng giấy, tất cả còn nguyên như vậy. Và hai trép đa hướng đường kính 8 cm, tất cả còn nguyên zin nguyên bản. Cả hai loa mình về là tất cả là đều nguyên zin nguyên bản, kể cả gân nha bạn, gân zin của nó cũng còn rất mềm thôi, các bạn còn sử dụng còn rất lâu dài nha các bạn. Ở dưới này là rồi sau đây mình tháo cho các bạn xem một cái, đây là cặp C3 màu vàng, nó cũng đẹp tương tự các bạn ha. Ở dưới đây mình còn thêm một cặp là 301 Series 2 nha các bạn. Đây mình tháo cho các bạn xem luôn. Loa mình chưa vệ sinh, tất cả trong là lưới nguyên zin, mình chưa vệ sinh luôn nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái cặp loa 301 Series 2 nha các bạn, cặp dưới. Cặp dưới là mình về bao gồm có thùng xốp nha các bạn. Và cái cặp 301 Series 3 cũng còn thùng xốp luôn nha các bạn. Tất cả là hàng đấu giá vậy. Cặp loa Bose 301 Series 3 phiên bản màu đen các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp. Các bạn dùng để nghe nhạc trong không gian gia đình hoặc các bạn dùng để hát karaoke rất tốt nghe các bạn. Còn cặp 301 Series 2 mình về cũng là zin đẹp xuất sắc nha các bạn, mình chưa vệ sinh thôi các bạn. Bạn nào mua mình sẽ vệ sinh sạch sẽ trước khi giao. Đó, cả hai cặp 301 Series 3 và 301 Series 2 đây nha các bạn,
Ngoài ra ở đây mình còn thùng xốp này là của cặp 301 series 2 nè các bạn. Đó. Còn cặp 301 series 3 này là tình trạng còn nguyên zin nguyên bản. Ở đây mình còn một cặp 301 series 3 cũng là thùng xốp màu đen luôn nha các bạn. Đó. 301 series 3 màu đen luôn. Mình xin thông báo đến các bạn, cặp loa Bose có model là Bose 301 Series 2 mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản bao gồm thùng xốp, mình bán ra với giá rất tốt, chỉ là 7.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Cặp 301 Series 3 màu đen trùng series, tất cả loa mình đều trùng series nha các bạn. Nó chưa xanh rồi, đây mình quay lên cho các bạn xem luôn. 933 led, đây loa dưới đó, trùng series ha. Cặp series 2 cũng là trùng series nha các bạn. Cặp này mình bán với giá là 11 triệu đồng, mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Cặp này là xinh đẹp xuất sắc nè các bạn, không bao gồm thùng xốp nha. Còn cặp 301 series 2 thì bao gồm thùng xốp nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Bạn nào có nhu cầu đừng ngại gọi hoặc nhắn tin cho mình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.